hồ tiêu cũng được nhiều nông hộ ở Lâm Đồng đưa vào cơ cấu sản xuất ở gia đình mình. À, vâng, bởi vì hồ tiêu là một loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao, được ví như là vàng đen của ngành nông nghiệp. Thấy được những giá trị đó, nhà nông Hà Văn Thịnh ở thành phố Bảo Lộc đã trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc với mong muốn là phát triển kinh tế gia đình từ loại cây dài ngày này. Gia đình ông Hà Văn Thịnh có hai xào hồ tiêu với 400 gốc đang kỳ kinh doanh. Khí hậu và đất đai tại Bảo Lộc rất thuận lợi cho việc trồng chăm sóc và phát triển cây hồ tiêu. Trong thời gian gần đây qua tìm hiểu, gia đình ông Thành đã ưu tiên chọn phân vi sinh để chăm sóc hồ tiêu, nhằm sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững, thân thiện với môi trường. Hướng đầu tư đó đã giúp vườn tiêu nhà ông phát triển khỏe mạnh, ra nhiều rễ mới, ít sâu bệnh, lá mướt, quả sai, cho thu nhập cao hơn gấp từ 2 đến 3 lần so với trước đây. Hiện trung bình mỗi cây tiêu cho năng suất khoảng 10 kg tiêu khô. Như vậy, chỉ với 400 gốc tiêu trên diện tích 2 xạo đất, mỗi năm gia đình ông Thịnh thu hoạch từ 1,5 đến 2 tấn, mang về thu nhập trên 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tuy chưa có công ty hay tổ chức nào đứng ra bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhưng thời điểm này, hồ tiêu tương đối dễ bán, thương lái đến từng vườn để gom hàng.